Đây là nhà hàng Hưng Hải. View hồ rất là đẹp. Đây là hồ Đại Nam. Đây là tầng 3 của nhà hàng, thì với cái thiết kế kiểu này thì rất phù hợp cho những đoàn làm tiệc gala buổi tối và giao lưu. Đây, sân khấu ở phía trước kìa. Còn vào đây tầng 2. Không gian toàn kính. Trên xe còn không anh? Gần nhau nữa đi. Đây. 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 Đ